Trong báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 5 tháng 3 năm 2022, Bộ Y tế nhận định đến nay, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128. Tuy vậy, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 141.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Số trường hợp nặng, nguy kịch bắt đầu có sự gia tăng 37,6% so với tháng trước. Số trường hợp tử vong trên dưới 100 ca mỗi ngày và hiện vẫn trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Bên cạnh đó, biến chủng Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện. Biến thể BA2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron. Tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Biến thể BA2, còn được gọi là Omicron tàng hình, đang lây lan trên 82 quốc gia. Khi mắc BA1 vẫn có khả năng tái nhiễm BA2 ở phần lớn những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ chết trên số ca mắc trên toàn quốc giảm sâu. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng 1 năm 2022, 1%, ngày 1 tháng 2 là 0,9% và ngày 3 tháng 3 là 0,1%. So với tháng 1 năm 2022, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, nhưng số ca tử vong giảm 47,1%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng nguy kịch giảm 43,1%. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 năm 2022 so với tháng 1 năm 2022 như sau. Nhóm 18 đến 49 tuổi chiếm 54,3%, tức 871.083 ca, tăng 2,5 lần. Nhóm 50 đến 65 tuổi chiếm 10,8%, 173.254 ca, tăng 2,2 lần. Nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%, 72.189 ca, tăng 2 lần. Bộ Y tế cho biết tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch, tổ chức hiệu quả phân luồng, phân tuyến điều trị. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, hướng dẫn cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Cũng theo Bộ Y tế, hiện nay toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã triển khai đánh giá và công bố cấp độ dịch, được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định 218 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128. Căn cứ kết quả đánh giá, các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp đáp ứng phù hợp, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Hiện có 2.150 xã phường cấp độ 3, nguy cơ cao, chiếm 20,3% số xã phường cả nước. 401 xã phường cấp độ 4, nguy cơ rất cao, 3,8% tại 22 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế xin ý kiến Ban Chỉ đạo cho phép tạm dừng việc thông báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày để tránh gây hoang mang, vì số ca nhiễm chỉ là một trong 8 chỉ số để đánh giá tình hình cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức cá nhân trong việc chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời thực hiện đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế trong quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, không áp dụng theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không tin cậy, chưa được kiểm chứng. Bộ Y tế cũng tiếp tục đề nghị các địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, ra soát và đề xuất số lượng và chủng loại vaccine cần để được Bộ Y tế phân bổ kịp thời, hợp lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả vaccine. Đồng thời, các địa phương tăng cường ra soát người chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19 hoặc không thể đến cơ sở tiêm chủng để tiêm bù, tiêm vét, tổ chức tiêm tại nhà nếu cần thiết, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đồng thời tăng cường triển khai tiêm mũi 3. Các địa phương cũng cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao hiểu biết của người dân về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19.